Theo quy hoạch bến xe trung tâm có tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải 4 bến xe lớn là Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm và Nước Ngầm tại khu vực nội đô sẽ phải đóng cửa để chuyển thành các trung tâm trung chuyển xe buýt hoặc các bãi đỗ xe. Thay vào đó, Hà Nội sẽ đầu tư có lộ trình các bến xe khách lớn ở khu vực ngoại thành. Cụ thể, giai đoạn năm 2018 đến 2025, thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư 5 bến xe khách liên tỉnh gồm các bến Cổ Bi, Đông Anh, Nội Bài, bến xe phía Nam và bến xe Sơn Tây 1. 4 bến xe cũ sẽ vẫn tạm thời được cải tạo, nâng cấp để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, trong khi chờ các bến xe mới được xây dựng và đi vào hoạt động trong giai đoạn từ 5 đến 7 năm tới.